năm. Phát triển như thế nào? Breakfast together. Tới là 254 Trần Hưng Đạo bây giờ đi chỉ cách nhà thầy à. Ba mươi năm phát triển. Đâu thì người dân Thạch Tánh Linh phải phấn đấu lên chứ, giàu có. Đặc sản Tánh Linh là chuột hả? Cái gì nữa? Hình như
gà đồi, rồi cá thác lác nữa. Chả thác lác ở đâu? Chả cá thác lác. Đây đây đây. Breakfast together.